Các bạn đang nghe chuyện trên audio kiếm hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 32 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. 1000 vạn thượng phẩm thần nhân, tốc độ di chuyển cũng chậm hơn rất nhiều. Thạch lâm hai nhà phải mất đến 1500 năm mới có thể đến được bên ngoài của Hồng Quân Chín Thành. Hồng Quân Chín Thành là từ trước mọi người hay nói nên trở thành thói quen, thực rất giờ này nói đến Chín Thành là không đúng. Vì bên ngoài Chín Thành thì thần giới thứ hai cũng đã kiến tạo thêm 36 thành với quy mô không hề kém Nghịch Cương Thành. Tổng cộng 45 tòa thành trì đầu đuôi cân xứng, đây là nơi hội tụ đông đảo thần nhân nhất. Chỉ là xưng hô Hồng Quân Chín Thành đã trở thành thói quen của mọi người. Trong lĩnh vực nho nhỏ của thần giới thứ hai thì việc kêu Hồng Quân Chín Thành thì ai cũng hiểu. Trong những năm gần đây, việc kiến tạo những tòa thành trì mới để hướng về phía huyền tinh thiết quáng mà làm. Từ không trung nhìn xuống có thể thấy được huyền hổ thú trong huyền tinh thiết quáng chính là ở trung tâm của giải đất này. 40 tòa thành trì mới được xây dựng so với Chín Thành ngày xưa thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Liên quân Thạch Lâm hai nhà kéo theo 1000 vạn thượng phẩm thần nhân chỉ dừng lại trước Hào Môn Thành. Tin tức về liên quân Thạch Lâm hai nhà bị bọn Hồng Quân phong tỏa, ém nhẹm đi thật lâu, nhưng cuối cùng thì mấy trăm năm gần đây cũng đã bị mọi người trong thành biết được. Trong khi 1000 vạn liên quân đến trước Hào Môn Thành thì trong thành không có lấy một người, tất cả mọi người đã triệt tiêu đi nơi khác. Lúc này chính là vườn không nhà trống. Hào Môn Thành, thành chủ phủ, bây giờ trở thành nơi nghỉ ngơi của các nhân viên cấp cao, bao gồm cả người của Thạch gia và Lâm gia. 1000 vạn thần nhân quân đội cũng trú ở trong thành, không tiếp tục đi tới. Tên tiểu tử Hồng Quân này đầu tiên là giả bộ yếu thế, cứ thấy chúng ta tới là chúng lại lùi, nhưng rất nhanh chóng sẽ lừa chúng ta đi vào huyền tinh thiết quáng để cho huyền hổ thú xử lý chúng ta. Thật buồn cười, tên tiểu tử này còn tưởng mưu kế này có thể sử dụng được lần nữa sao? Thạch gia tộc trưởng ha ha cười nói, hắn cho rằng Hồng Quân bố trí thành trì giống như lần trước Thạch Nhược Tín đến công thành. Sư huynh nói rất chí lý, một cái bộ lạc huyền hổ thú nho nhỏ thì sao có thể ngăn cản đại quân của chúng ta được đây? Nếu không phải vì diệt trừ Hồng Quân, trước thì chúng ta cũng đã diệt trừ cái lũ súc sinh này rồi, chiếm luôn cả quái quáng mạch. Lâm Minh mỉm cười và vẻ mặt của Lâm Lượng cũng chẳng khác gì hắn. Lúc này chỉ có Chu Kinh trong lòng cười lạnh không nói gì. Lâm gia và Thạch gia cơ bản không có phái người đi điều tra huyền tinh thiết quáng, nên không biết tứ đại thần thú đều nhận Hồng Quân làm chủ nhân. Một huyền hổ thú bộ lạc thì có thể khi dễ, thế nhưng cả huyền hổ thú nhất tộc thì không thể khinh thường. Muốn động chạm đến huyền hổ thú nhất tộc thì cả tầng không gian thứ bảy này, nếu tứ đại thú tộc tập hợp lại thì ngay cả 1000 vạn thượng phẩm thần nhân cũng chưa tính là cái gì. Lâm huynh, Chu huynh, ngày mai chúng ta sẽ xuất quân, với cỗ khí thế này chiếm toàn bộ hơn 40 thành trì, xem tên tiểu tử Hồng Quân kia có thể chạy đi đâu. Thạch Thừa Thiên ha ha cười to, hắn cười giống như Hồng Quân giờ này đã nằm trong tay của hắn vậy. Và một điểm mà hắn còn muốn cười đó chính là những bảo bối trong tay Hồng Quân sẽ dần dần rơi vào trong tay của hắn. Ngày thứ hai, 1000 vạn liên quân có một chút thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục rồi lại tiếp tục hướng phía thành trì tiến quân. Từ Hà Môn Thành tới Hồng Quân Thành, ở giữa đoạn đường này phải có tới 15 tòa thành trì nữa. Lộ trình này chính là phải đi qua huyền tinh thiết quáng. 15 tòa thành trì này cũng giống như Hà Môn Thành, mọi người đều đã đi đâu hết. Thạch Lâm hai nhà không uổng phí một hơi khí lực nào, đã tới được bên ngoài Hồng Quân Thành. Dọc bên trên đường đi, ngay cả một trận pháp ngăn trở cũng không hề thấy. Mãi đến khi tới gần Hồng Quân Thành, bọn họ mới phát hiện được có một chút bất thường. Trên tường thành bao phủ một lớp sương mù màu trắng, ngay cả thần thức của thượng phẩm thần nhân cũng không thể xuyên thấu qua, chỉ có thể thấy được tường thành bằng mắt thường. Tuy nhiên trên tường thành cũng chẳng có gì để mà nhìn. Thạch huynh, tiểu tử Hồng Quân suy nghĩ cái gì đây ta? Tất cả bọn chúng đều tập trung lại một chỗ, không sợ chúng ta giết hết hay sao? Lâm Lượng có chút mơ hồ hỏi. Không chỉ có 15 tòa thành trì không hề có một bóng người, mà đến cả 40 tòa thành trì cũng không hề có ai. 3 năm trước đây, Hồng Quân đã sớm đóng lại trận pháp, không còn khởi động nữa. Không biết ngay cả Hồng Quân Thành có người hay không, cho dù ở đây có người thì chắc chắn cũng không thể chứa người của 40 tòa thành trì kia được. Kỳ lạ, không phải bọn chúng muốn dựa vào số lượng để chống lại chúng ta đấy chứ? Nhưng cũng không đúng, cho dù bọn họ có 10 ức hạ phẩm thần nhân thì cũng không thể là đối thủ của chúng ta được. Tu vi chênh lệch quá lớn,
mà quân ta lại là binh sĩ của quân đội. Lâm Minh cũng còn chỉ biết lắc đầu, hắn không biết cuối cùng Hồng quân bố trí cái gì nữa. Mặc kệ chúng có hoa chiêu gì, chúng ta đều tiếp nhận cả. Dù có thông minh một chút, nhưng đối với thực lực vượt trội thì cũng là vô dụng thôi. Ta xem rốt cuộc là bọn hắn muốn giở trò gì đây. Chư huynh, làm phiền huynh rồi. Thạch Thừa Thiên giơ tay lên, 1000 vạn thượng phẩm thần nhân lập tức đều đứng lại. Hắn mỉm cười nhìn Chu Kinh nói. Thạch Thừa Thiên thân là tộc trưởng, nhưng đối với Chu Kinh cũng rất khách khí. Nếu không phải Hồng quân là một cao thủ trận pháp, chỉ có Chu Kinh mới có thể chấn áp được, thì Thạch Thừa Thiên cũng không khách khí với Chu Kinh như vậy. Thạch gia tộc trưởng chính là đồng cấp với Chu gia tộc trưởng. Chu gia tuy mạnh nhưng cũng không hơn mấy so với Thạch gia. Thạch tộc trưởng khách khí quá, các ngươi chờ ở đây, ta đi vào dò xét một chút vậy. Chu Kinh mỉm cười hướng phía Hồng quân thành bay tới. Trên đường mà Chu Kinh bay tới Hồng quân thành, hầu hết trên đoạn đường này đã được bố trí trận pháp. Khi chưa bay đến tầng thành thì đột nhiên Chu Kinh biến mất, khiến cho Thạch Thừa Thiên, Lâm Minh cùng Lâm Lượng đều sửng sốt, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Nếu như Chu Kinh có mệnh hệ gì thì bọn họ muốn tấn công Hồng quân thành cũng gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng không lâu sau, Chu Kinh đột nhiên xuất hiện tại một phương hướng khác. Lúc thì hắn xuất hiện ở chỗ này, lúc thì xuất hiện ở chỗ khác. Ba người Thạch Thừa Thiên cũng không biết nói gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn. Chu Kinh tại tường thành xuất hiện 49 lần rồi quay trở lại. Vừa thấy bóng dáng của Chu Kinh, ba người đều thở ra một hơi và đi về phía hắn hỏi han. Chu huynh, tình hình thế nào? Trận pháp có phá được không? Tên tiểu tử Hồng quân quả nhiên danh bất hư truyền, trận pháp thật lợi hại. Chu Kinh liền than thở một tiếng, hắn vừa rồi vừa tiến vào một cái liên hoàn sát trận nho nhỏ, chỉ còn biết tìm 49 điểm an toàn trong trận thế hung hiểm để xuất hiện, sau đó là đi ra ngoài, bản thân chưa tìm ra cách phá trận. Vậy không biết Chu huynh đã phá được trận nào chưa? Lâm Lượng liền hỏi. Ba người ở bên ngoài quan tâm nhất chính là trận pháp có được phá hay chưa. Nếu không phải tác dụng của Chu Kinh là phá trận thì ba người họ cũng không đối đãi với hắn tử tế gì. Vẫn còn chưa được, ta cần phải suy nghĩ một chút mới đưa ra được biện pháp. Chu Kinh lắc đầu, đầu mày nhăn lại. Ba người cũng không dám làm phiền hắn, trước tiên chỉ còn biết dừng quân tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi sau khi Chu Kinh nghĩ ra cách phá trận mới công thành. Hồng quân bên ngoài thành kỳ thực đã an bài trận pháp, mà có trận pháp có nghĩa là có người. Mục tiêu chính của ba người là Hồng quân, thế nhưng trong lòng ba người họ vẫn còn e ngại một điều, đó là lọt vào khu vực của huyền hổ thú. Với binh lực như thế thì bản thân họ sẽ không sợ, thế nhưng lại không muốn tổn hại binh lực và những chuyện không đâu. Suốt 15 ngày, Chu Kinh suy diễn không hề nói với ba người kia một lời nào. Hắn một lần nữa đi tới ngồi trong trận pháp. Lần này thân ảnh của Chu Kinh xuất hiện so với lần trước còn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa mỗi lần Chu Kinh xuất hiện thì bên từng thành cũng xuất hiện tiếng nổ. Từng bước trận nhãn mắt trận bị Chu Kinh tìm được. Liên hoàn trận pháp rốt cuộc bắt đầu bị Chu Kinh phá trừ. Trong 3 tháng, một tòa liên trận khổng lồ bị Chu Kinh phá giải, khiến cho Hồng quân đang trên thành quan sát cũng tiếc nuối mãi không thôi. Liên hoàn trận pháp hắn phải mất đến 3 năm dòng mới có thể bố trí xong. Mức độ của trận đạo cũng đã nâng lên độ khó lên rất nhiều lần. Nếu trận đạo còn yếu như trước đây thì toàn bộ Hồng quân thành đã được phơi bày sau 30 năm. Lúc này, từng thành đã lộ ra, người bên ngoài còn thấy rõ trên từng thành có người. Nhưng kỳ lạ là trên thành chỉ có 8 bóng người, ngay cả một vệ binh cũng không thấy đâu. Thạch Thừa Thiên lần này đi theo cũng triệu hoán cả Thạch Nhược Tín đi cùng. Lúc này Thạch Nhược Tín bước tới trước mặt Thạch Thừa Thiên, chỉ vào một đám 8 người đang đứng trên từng thành nói. Khải bẩm tộc trưởng, tên kia chính là Hồng Quân, người bên cạnh là Nghịch Cương, những người còn lại đều lạ mặt, thuộc hạ không rõ lắm. La Băng lần trước không tham dự cuộc tiến công, còn Ngộ Không và Huống Thiên Minh thì mới tới Hồng Quân Thành. Còn hai gã cương thi thì so với Ngộ Không còn ít thấy hơn, nên căn bản Thạch Nhược Tín hoàn toàn không nhận ra. Tốt lắm, chỉ cần Hồng Quân ở chỗ này là được rồi. Thạch Thừa Thiên mỉm cười gật đầu. Mục đích lần này của hắn chính là thiên thần khí trên tay và trận đạo quyền trục, chứ không phải là đi phá hủy 45 tòa thành trì nho nhỏ này. Nên khi hắn nhìn thấy Hồng Quân trên thành thì cực kỳ hưng phấn. Tiểu tử Hồng Quân, ngươi đã phạm vào tử tội, bổn tọa cũng cho ngươi một lần khoan dung, chỉ cần ngươi đầu hàng có thể bỏ qua cho ngươi lần này. Thần giới thứ hai cũng chỉ cần đầu hàng, lui ra khỏi thành ta cũng sẽ miễn cho tội chết.
Thạch Thừa Thiên la lớn, bọn họ cho rằng Hồng Quân nghe thấy như thế sẽ cảm thấy có muôn vàn ơn huệ. Thậm chí rất nhiều thượng phẩm thần nhân nghĩ rằng nếu mình rơi vào địa vị của Hồng Quân thì lập tức sẽ đầu hàng. Cứ theo kế hoạch của chúng ta mà hành động. Hồng Quân không hề để ý đến Thừa Thạch Thiên, mỉm cười phân phó nhiệm vụ với những người bên cạnh. Nghe được âm thanh trầm thấp của Hồng Quân, cả 8 người đều từ trên thành phi xuống hướng phía đại quân mà lao tới. Tốc độ nhanh nhất chính là 3 thành viên của cương thi nhất tộc. 3 kim nhãn cương thần đã biến thân lần 2, nháy mắt đã lao vào hàng ngũ của liên quân. Cả 3 người nếu như mọi lần đều chỉ dùng tay không để tấn công đối thủ, nhưng lần này mỗi người đều mặc một kiện thiên thần khí chiến y, trên tay cũng là một kiện thiên thần khí vũ khí đang điên cuồng giết chóc. La Băng, Tôn Ngộ Không, Chu Lam, Nghịch Cương cùng Hồng Quân 5 người giống nhau, ngoại trừ trên người Chu Lam là không có thần khí chiến y, còn lại 7 người đều mang trên người thần khí chiến y. Tuy nhiên Hồng Quân cũng cho Chu Lam một kiện thiên thần khí vũ khí để cho nàng tự bản thân lao vào cuộc chiến tấn công. Ngoài Chu Lam ra, 7 người còn lại đều có trung phẩm thiên thần khí công kích. Tôn Ngộ Không thì có trong tay côn bổng là thượng phẩm thiên thần khí, hơn nữa sử dụng nó đối với Ngộ Không cũng rất thuận tay. Ngoài Tôn Ngộ Không ra cũng chỉ còn Hồng Quân và La Băng. Hồng Quân đưa ra có 4 kiện thiên thần khí này phân phát cho mọi người, hắn cũng rất tiếc nuối, đến tận bây giờ hắn cũng còn chưa có năng lực để chế tạo thiên thần khí. Hồng Quân muốn đưa cho La Băng một thượng phẩm thiên thần khí vũ khí nhưng bị nàng cự tuyệt, bởi vì nàng muốn dùng quân tâm, khiến cho Hồng Quân bất đắc dĩ cấp cho nàng một kiện thượng phẩm thiên thần khí chiến đi. Đám người điên cuồng lao vào cuộc chiến. 8 người trừ Nghịch Cương và Chu Lam ra, 6 người còn lại là 2 hạ phẩm thần nhân, 4 trung phẩm thần nhân. Trong tổ hợp này có vẻ rất yếu thế, thế nhưng khi nhóm này lao vào 1.000 vạn thượng phẩm thần nhân của Thạch Lâm hai nhà thì như hổ giữ bầy dê. 8 kiện thiên thần khí trong tay mỗi lần huy động liền mang theo không ít sinh mệnh của thượng phẩm thần nhân. Thiên thần khí quả nhiên là thiên thần khí. Giờ phút này vô luận là Thạch Thừa Thiên, Lâm Minh, Lâm Lượng và Chu Kinh đều có chút khiếp sợ. Hơi thở của thiên thần khí bọn họ đều cảm nhận được. Vũ khí trong tay 8 người kia đều là thiên thần khí. Lâm Minh, Lâm Lượng liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc trước bọn họ cùng Thạch Thừa Thiên đàm phán, ngoài trừ trận đạo quyền trục ra, họ cũng muốn có được một kiện thiên thần khí. Nhưng giờ này có thể thấy được, nếu thành công, họ không chỉ được một kiện. Chu Kinh trong lòng cũng âm thầm sợ hãi. Nhìn đối phương như vậy, Chu Kinh lại cảm thấy có chút may mắn. Vì đối với sự lựa chọn lúc trước, nếu phát sinh binh biến tấn công Hồng Quân Thành, chỉ sợ kết cục của Chu gia khó mà tưởng tượng được. Đương nhiên, 8 người trước mặt này lợi hại, thế nhưng Chu Kinh lại không hề lo lắng. Điều mà hắn lo lắng nhất chính là cư dân nguyên sinh ở đây, tứ đại thú tộc còn chưa xuất hiện. Thạch Thừa Thiên hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên có chút bản lĩnh, thế nhưng người của ta cũng không phải đem đến cho ngươi tùy tiện mà giết đâu. Ngươi đâu, chuẩn bị diệt thần trận. Diệt thần trận do 49 thượng phẩm thần nhân tạo thành, thuộc loại hợp kích trận pháp. Trận pháp này cực kỳ cứng cỏi. Không những thế, trận pháp này chủ yếu dựa vào bộ pháp. Những người càng về sau tấn công càng mạnh, phát huy uy lực lớn nhất. Đừng nhìn họ chỉ có 49 người mà khinh thường, thực lực của họ thực sự tương đương với Phong Vũ Lôi Đoàn. Lúc này liên quân càng được kích thích. Tổng cộng 499 thượng phẩm thần nhân liền tách ra, cứ 49 người là một tổ hợp nhanh chóng kết thành trận pháp. Diệt thần trận nhanh chóng được tạo thành, rất nhanh tiếp cận 8 người bọn Hồng Quân. Các ngươi tưởng chỉ có các ngươi mới có di động trận pháp thôi sao? Tôn Ngộ Không khinh thường nói, kim bổng trong tay lại vung lên lấy mạng một thượng phẩm thần nhân, đồng thời truyền âm cho 900 thuộc hạ của mình. Khi Thạch Thừa Thiên, Chu Kinh, Lâm Minh, Lâm Lượng đang chăm chú thì trên tầng thành đột nhiên xuất hiện một đám người. Nhìn những người mới xuất hiện này, Chu Kinh cũng có chút lo sợ. Những người này không nhiều, chỉ vừa vặn 900. Mỗi một người đều đứng theo một loại huyền ảo quy tắc, người khác xem không hiểu, nhưng Chu Kinh thì thấy quen thuộc vô cùng. Đó là di động trận pháp, cùng một loại với trận pháp của Chu gia. Tiểu tử Hồng Quân quả nhiên lợi hại, lúc này mới có ít năm, quả nhiên đã nghiên cứu xong di động trận pháp, còn có trận thế huyền ảo như vậy, ta xem cũng không có hiểu. Trong lòng Chu Kinh sợ hãi than, nhưng những lời này hắn không dám nói với bọn Thừa Thạch Thiên. Vốn dĩ Chu gia đang đứng ở vị trí của ngư ông đắc lợi, dù trước mắt trận pháp của Hồng Quân có vẻ lợi hại, thế nhưng hắn cũng biết Thạch Lâm hai nhà còn chưa tung ra con át chủ bài của họ. 900 người kia vừa xuất hiện liền bám giết lấy diệt thần trận,
khiến cho bọn Hồng Quân lại điên cuồng giết chóc. Từng bước chân họ tiến tới, những thượng phẩm thần nhân kia hoàn toàn không có năng lực kháng cự, giống như những con dê đang chờ bị làm thịt. Thạch tộc trưởng, Lâm Minh là người đầu tiên không nhịn được. Tám người bọn kia thực sự lợi hại, ta cùng nhị đệ muốn cùng lên đánh một trận, chính là... Lâm Minh mục đích muốn nói rằng, một khi đối phương có nhiều thiên thần khí như vậy, có lẽ hiệp nghị trước kia cần phải thay đổi. Câu kia hắn không nói ra, nhưng ý tứ thì đã biểu lộ rõ ràng. Thạch Thừa Thiên cười, hai vị yên tâm, tình huống một khi đã phát sinh biến hóa, hiệp nghị của chúng ta tất nhiên sẽ được sửa đổi. Vô luận là tìm được nhiều hay ít thiên thần khí, chúng ta cũng chia đều, trận đạo quyền trục cũng chia đều. Nếu trên thần khí lấy được ít, thạch gia của ta chỉ lấy một món, trận đạo quyền trục sẽ là của Lâm gia. Thạch Thừa Thiên cũng biết thời khắc này là thời khắc mấu chốt, nên hứa hẹn thì phải hứa hẹn. Lâm Minh cũng không khách khí, cười cười nhìn Thạch Thừa Thiên nói, Thạch tộc trưởng đã nói như vậy thì huynh đệ chúng tôi yên tâm rồi. Nói xong, hắn mang theo Lâm Lượng sắp nhập quần trận. Lâm Minh đón đánh nghịch cương, còn Lâm Lượng yếu hơn liền phi về phía La Băng. Thạch Thừa Thiên lắc đầu cười cười, nhìn những cảnh tượng đó lẩm bẩm nói, xem ra ta cũng không rảnh rỗi rồi, vài vị theo ta cùng lên. Khi Thạch Thừa Thiên vừa nói xong, lập tức có 10 lão giả phi đến. Mấy lão này chính là 10 vị trưởng lão của Thạch gia, mỗi người đều có thực lực cường hãn tương đương nhau. Có thể nói Thạch gia đã xuất ra toàn bộ thực lực, nếu bị đánh bại thì coi như cả tầng không gian này coi Thạch gia đi tong. Động thủ làm cho người của Hồng Quân Thành thấy được sự chênh lệch của hơn ngàn diễn kỹ. Thạch Thừa Thiên hô lên, tạm thời quyền quản lý giao cho Chu Kinh. Thạch Thừa Thiên một mình đón đầu Hồng Quân, 10 vị trưởng lão thì 2 vị tác chiến, 6 người nghênh chiến, 3 kim nhãn cương thần, 2 người vây quanh Ngộ Không, 2 người còn lại là cuốn lấy Chu Lam. Chu Kinh hiển nhiên đã thấy được Chu Lam, đối với những biểu hiện của Chu Lam thì đại đa số Chu gia tán thưởng. Chu Lam lập công lớn như vậy đã trở thành truyền kỳ, trong mắt của Chu Kinh cũng hiện lên vẻ tán thưởng. Nhưng Thạch gia thì không tưởng như vậy, tuy Chu Lam là người của thần giới thứ nhất, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng khi đấu với những người Hồng Quân Thành, chiến đấu người chết ta sống, hai vị trưởng lão của Thạch gia cũng không dư hơi mà cùng Chu Lam đánh nhau sống chết. Chu Kinh hoàn toàn không vì Chu Lam mà lo lắng, vì hắn hiểu được thực lực của nàng. Hôm nay ngẫu nhiên trở thành người của Hồng Quân thì Chu gia ngẫu nhiên cũng có một phần thiên thần khí. Bằng thực lực của hai vị trưởng lão Thạch gia, muốn cướp được thiên thần khí trong tay Chu Lam thì không thể dễ dàng gì. Xem kinh thiên nhất côn của ta! Ngộ Không hét lớn một tiếng, gã Thạch trưởng lão kia khinh thường nói, chút tài mọn, xem ta phá. Kinh thiên một côn không phải đáng sợ như ngoài nhìn thấy được, cái đáng sợ chính là sự hạn chế không gian pháp tắc. Sự hạn chế này khiến cho động tác của hai vị trưởng lão bị hạn chế. Tuy nhiên uy lực của kinh thiên nhất côn đã bị nhất chiêu phá giải, như thế cũng khiến cho hai vị trưởng lão đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác bị trói buộc được cảm nhận rất rõ ràng, chính là không gian pháp tắc, mà đứng trước mặt họ rõ ràng chỉ là một gã hạ phẩm thần nhân. Nghịch thiên nhất kiếm! Nghịch ương lớn tiếng hô, đồng thời một đạo hào quang theo thân kiếm dâng lên. Trong khoảnh khắc quang mang tỏa sáng, quang mang của nghịch thiên nhất kiếm đột nhiên thu nhỏ lại, thế nhưng uy lực lại tăng lên rất nhiều. Nhưng điều khiến cho nghịch ương thất vọng chính là chỉ trong một khoảnh khắc Lâm Minh đã thoát ra khỏi đoàn hào quang ánh sáng kia. Hắn tuy có bị thương, thế nhưng cũng là rất nhẹ. Thiên thần khí đánh ra nghịch thiên nhất kiếm mà chỉ gây cho đối thủ một vết thương nhẹ, khiến cho nghịch gương khó mà chấp nhận kết quả này. Cô bé, ta khuyên ngươi nên gia nhập thần giới thứ nhất đi, chỉ cần ngươi nghe lời ta, ta cam đoan ngươi sẽ được an toàn, thậm chí có thể đảm bảo ngươi được vinh hoa phú quý. Lâm Lượng vốn háo sắc, thấy La Băng cũng không quên tán tỉnh vài câu. La Băng không hề trả lời, thiên thần khí trong tay run lên, khí thế cả người bắt đầu khởi động. Rõ ràng là Tu La Ma Hoàng Đạo, Lâm Lượng lúc này cảm thấy La Băng khí thế bất phàm, cũng không dám khinh thường, lấy lại tinh thần toàn lực ứng phó. Công kích của Chu Lam không có thủ đoạn gì đặc thù, thế nhưng linh hồn cảnh giới của nàng còn cao hơn thượng phẩm thần nhân tới một tầng. Hơn nữa, công pháp của nàng là một loại công pháp đặc thù, cùng Thạch gia hai vị trưởng lão giao đấu cũng không lâm vào thế yếu. Huống Thiên Minh, huống Hiếu Sinh, huống Quang Nhân đã sớm hoàn thành trung cực biến thân. Mỗi người đối phó hai Thạch gia trưởng lão, dựa vào tốc độ cùng ưu thế của thiên thần khí, một chọi hai nhưng lại hoàn toàn chiếm ưu thế. Thạch Thừa Thiên lúc này đối mặt với Hồng Quân, mặc dù Hồng Quân chỉ là trung phẩm thần nhân,
Nhưng vô luận là khí thế hay là những biểu hiện của mấy trăm năm trước khiến cho Thạch Thừa Thiên không dám khinh thường đối thủ này. Hồng Quân tiên sinh! Thạch Thừa Thiên không vội vã động thủ, ngược lại còn nói chuyện như đàm phán. Ta rất bội phục ngươi, căn cứ vào những tin tức ta điều tra được, ngươi chỉ mới phi thăng có mấy ngàn năm, nhưng hôm nay cũng đã có thành tựu như vậy, tại vô danh không gian cũng là một kỳ tích à. Hồng Quân mỉm cười nói, Thạch tộc trưởng, nghiêm trọng rồi, Hồng Quân có được như hôm nay, đa phần cũng là do bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ ư? Thạch Thừa Thiên cười lạnh một tiếng. Khi nói Hồng Quân thành lập là sự việc bất đắc dĩ, Lão Phu còn có thể tin vài phần. Thế nhưng Lạc Phượng Thành chỉ vì hai người thất tín mà bị đồ thành, chẳng lẽ chuyện này cũng là bất đắc dĩ sao? Hồng Quân sắc mặt biến đổi. Ta thừa nhận lúc trước Lạc Phượng Thành bị đồ thành là do ta không đúng. Khi chúng ta suy nghĩ lại, không biết giờ này còn có ý nghĩa gì nữa không đây? Ý tưởng của Hồng Quân giờ này đã hoàn toàn thay đổi. Vừa mới đi vào tầng không gian này, áp lực từ bấy lâu khiến cho Hồng Quân điên cuồng phát tiết. Hắn chỉ nghĩ làm cách nào để giúp thần giới thứ hai kiến lập thành trì. Nhưng từ cái chết của Hàn Thư gây cho Hồng Quân chấn động quá lớn. Hắn tự hỏi mình tương lai sẽ làm gì, liệu những gì mình đang làm có thực sự đem lại an bình cho thần giới thứ hai hay không. Lúc này hắn mới phát hiện chính bản thân mình một lòng muốn hai phương thế lực giảm bớt chiến tranh giết chóc. Vô luận là thần giới thứ hai hay thần giới thứ nhất, ai cũng được sống một cuộc sống yên bình trong tầng không gian này. Người nói đúng, bây giờ thì không còn ý nghĩa gì cả. Ta chỉ cần nói với ngươi một câu, nếu ngươi nguyện ý quy thuận Thạch gia, thực lòng ra một nửa thiên thần khí, chuyện của ngươi trước kia chúng ta coi như dĩ vãng, xóa bỏ, ngươi xem thế nào? Hồng Quân là một nhân tài hiếm có, nếu cần mượn hơi sức thì phải dùng hơi sức. Đây chính là cái nhìn của Thạch gia tộc trưởng đối với Hồng Quân. Hồng Quân cười nói, Thạch thành chủ, ta nhìn ngươi hay là đừng phí tâm cơ nữa. Hồng Quân ta còn có quy định, nếu ngươi mang theo Lâm gia lui binh, hơn nữa về sau thề vĩnh viễn không cùng thần giới thứ hai gây khó dễ, ta cũng sẽ buông tha cho Thạch thành chủ, ngươi xem coi thế nào? Những lời này của Hồng Quân rõ ràng là khinh thường Thạch Thừa Thiên. Hắn hừ lạnh nói, nói nghe hay lắm, bây giờ nói nhiều cũng vô ích thôi, chúng ta đánh một trận rồi nói tiếp vậy. Nói xong, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh xích tử màu đen. Thanh xích tử kia chỉ rung lên thôi cũng khiến cho không gian run rẩy. Hồng Quân, chính là người muốn chết cũng không oán trách người khác được. Dứt lời, thanh xích tử kia chấn động hướng Hồng Quân mà đánh tới. Hồng Quân khi nhìn thấy thanh xích tử kia rung động cũng khiến cho không gian chấn động, cũng không dám khinh thường. Thượng phẩm thiên thần khí phá thiên đột nhiên hóa thành 9, trong đó một thanh ngăn cản công kích của xích tử, những thanh còn lại đều tự động công kích Thạch Thừa Thiên. 10 người gia nhập cuộc chiến khiến cho chiến trường đã đạt tới trình độ kinh khủng. Cho dù là ai cũng không có nghĩ đến mới chỉ hiệp 1 mà chủ lực của hai phương đã toàn bộ gia nhập chiến trường. Đương nhiên Hồng Quân còn có con át chủ bài của mình chưa tung ra, mà Thạch Lâm hai nhà cũng có. Thạch Thừa Thiên càng ngày càng kinh hãi. Nếu là trước đây, hắn hoàn toàn không tin rằng một gã trung phẩm thần nhân lại có thực lực cường đại đến như vậy. Mặc dù hắn vẫn nắm trong tay phần thắng nhiều hơn, thế nhưng hắn cũng biết rằng thắng được Hồng Quân không phải một lát là có thể được. Bỗng một tiếng hống vang lên, ngay sau khi hai bên giằng co bất phân thắng bại thì đột nhiên lại một tiếng gầm khủng khiếp vang lên sau binh đoàn của Thạch Lâm hai nhà. Tiếp theo là vô số tiếng gầm vang lên, thân thể như những ngọn núi nhỏ, một đoàn quái thú không ngừng hướng phía liên quân Thạch Lâm mà tiến tới. Điều này khiến cho Thạch Thừa Thiên kinh hãi. Trong những người bên phe liên quân, thần thức của hắn là cường đại nhất. Trong khoảnh khắc, thần thức bao phủ toàn bộ phía sau liên quân, dẫn đầu là một con huyền hổ thú, và huyền hổ thú này hắn cũng biết, tộc trưởng huyền hổ thú nhất tộc là Kha. Huyền hổ thú tộc trưởng xuất hiện cùng hơn 10 vạn huyền hổ thú thành viên trùng trùng điệp điệp tiến vào giữa trận chiến. Lùi lại, mau lùi lại! Thanh âm của Thạch Thừa Thiên vang lên trong đầu toàn bộ binh lính. Liên quân là một đội quân chưa từng ham chiến đấu nên liền co cụm và lùi lại phía sau. Thạch tộc trưởng! Hồng Quân nhìn sắc mặt biến đổi của Thạch Thừa Thiên đột nhiên dừng tay nói, ta nói lại một lần nữa, nếu ngươi tự nguyện lui mình, và quan trọng hơn là từ giờ trở đi Thạch gia không bao giờ gây khó dễ cho thần giới thứ hai nữa, ta có thể bỏ qua cho ngươi lần này, không biết ý của ngươi thế nào? Bây giờ Hồng Quân không phải giống như trước đây, hắn không còn xem giết người là mục đích chính, chỉ có binh lực và thực lực mới có thể đạt được mục đích của chính mình. Thạch Thừa Thiên âm độc nhìn Hồng Quân.
Hồng Quân, thực sự không nghĩ ngươi có thể khiến cho huyền hổ thú vì ngươi mà làm việc. Hơn nữa, Hồng Quân thành của ngươi còn có hơn 10 vạn huyền hổ thú, lại có cả lão già Lạc Kha kia, cũng khó đối phó. Thế nhưng ngươi nghĩ với từng đấy thực lực có thể an bài kết quả thắng thua được sao? Ngươi xem thường thực lực của thần giới thứ nhất quá rồi đấy. Cái gì? Hồng Quân không khỏi cả cười. Nếu ngươi cho rằng đây là toàn bộ thực lực của ta thì ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Thạch Thừa Thiên trong lòng rùng mình, hắn không biết đây có phải là toàn bộ thực lực của Hồng Quân hay không. Nhưng nghe lời nói tự tin như vậy, nếu Hồng Quân thành xuất ra toàn bộ thực lực thì trận này khó đánh rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt hắn không hề biểu hiện một chút tình cảm gì. Ngược lại, hắn còn cười lạnh. Hồng Quân, ngươi đừng tưởng mạnh miệng là có thể khiến người khác sợ được. Ngươi nói ngươi còn chưa xuất ra hết thực lực của mình sao? Ta cũng muốn cơ hội này nhìn thấy thực lực chân chính của ngươi, xem cuối cùng ngươi lợi hại đến như thế nào. Hồng Quân mỉm cười, âm thanh lạnh lùng nói. Có thật không? Thạch tộc trưởng, ngươi có thể nhìn lại phía sau mình xem. Thạch Thừa Thiên chau mày, nhưng hắn vẫn chưa vội vàng quay lại, mắt không thể nhìn ở nơi xa xa đó, nhưng thần thức đã bao trùm toàn bộ khu vực. 1.000 vạn liên quân cùng 7 người Hồng Quân thành đang chiến đấu cũng tạm thời dừng tay lại, chỉ còn trận pháp di động của hai bên vẫn còn đang duy trì. Đồ thần trận lúc này cũng bị tách rời, không còn được tập trung như lúc trước. Hiện tại nhìn vào chỉ thấy 10 cái diệt thần trận, nhưng vấn đề trọng yếu ở đây không phải là diệt thần trận nữa. Cái quan trọng nhất giờ này chính là huyền hổ thú gia nhập chiến trận. Thạch Thừa Thiên thần thức đảo qua, nhất thời kinh hãi thất sắc. Quả nhiên tên Lạc Kha này dẫn theo 40 vạn huyền hổ thú trưởng thành. Mặc dù chỉ là 40 vạn, thế nhưng hoàn toàn có thể tiêu diệt 1.000 vạn tượng phẩm thần nhân đại quân. Nếu nói có thể khiến cho Thạch Thừa Thiên thừa nhận trận chiến này thì như thế vẫn còn chưa đủ. Nhưng lúc này xung quanh 1.000 vạn liên quân cũng xuất hiện vô số thần nhân. Hạ phẩm thần nhân có, trung phẩm thần nhân có, thượng phẩm thần nhân cũng có. Số lượng ước chừng phải lên tới mấy ngàn vạn. Mặc dù nói là tu vi chênh lệch, nhưng lúc này huyền hổ thú đã nhảy vào cuộc chiến, cũng giết đi một bộ phận thượng phẩm thần nhân của liên quân. Nói cho cùng thì lúc này Hồng Quân chính thành chiếm về số lượng tuyệt đối. Đã sớm được nhường làm người chỉ huy chính, Chu Kinh lúc này đang quan sát cẩn thận. Từ khi tới đây hắn không hề nghĩ rằng mới bước vào cuộc chiến, nhưng hai bên đã tung ra quá nửa thực lực. Như vậy cuộc chiến này chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Lúc này hắn mới thấy Chu gia không tham dự cuộc chiến này chính là một sự lựa chọn tuyệt vời. Dù sao họ cũng đã có Chu Lam làm nội gián. Chu gia muốn nhúng tay vào bất kỳ lúc nào cũng được. Thậm chí họ còn mang theo 8 đội di động trận pháp đều đã tập trung ở gần đây. Không những thế, họ luôn giữ khoảng cách với Thạch Lâm hai nhà. Trên đường đi lại được Chu Kinh dùng mê trận cùng ảo trận, nên không lo lắng bị người khác phát hiện. Hay, rất hay. Thạch Thừa Thiên nhìn tình huống cuộc chiến, đột nhiên cười lớn, lấy tay chỉ về Hồng Quân. Hồng Quân, thật không nghĩ tới lần đầu tiên khai chiến ngươi đã khiến lão phu lộ ra thực lực. Chỉ điểm ấy thôi ngươi cũng khiến cho lão phu bội phục rồi. Thạch Thừa Thiên vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên. Được, đã như thế, ta cũng cho ngươi thấy thực lực của Thạch gia ta. Hồng Quân thấy thế cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ. Ta còn 3 vị tộc trưởng, 40 vị tinh binh chưa tung ra đâu. Hồng Quân trong khi còn đang ngạc nhiên thì Thạch Thừa Thiên lúc này cũng đã nhắm mắt lại, miệng lầm bầm lầu bầu, cả người đột nhiên bị một tầng ánh sáng xanh bao phủ. Mặc dù quang mang trông như một tầng khói mỏng, nhưng Hồng Quân tin tưởng tầng quang mang đó ẩn chứa một lực phòng ngự kinh người. Thời gian thong thả trôi qua, nhưng lúc này đối với mọi người dài như cả một thế kỷ. Đột nhiên Thạch Thừa Thiên mở mắt, quang mang bạo phát, miệng hét lớn một câu. Khai! Theo âm thanh này, chỉ thấy trong người Thạch Thừa Thiên có một chiếc hồ lô nho nhỏ bay ra. Chiếc hồ lô màu nâu cho, trông không vừa mắt tí nào. Hồ lô vừa bay ra khỏi cơ thể của Thạch Thừa Thiên thì mở nắp, một làn khói xanh nhẹ nhẹ từ trong đó bay ra. Một tiếng giống còn kinh khủng khiếp hơn tiếng gầm của huyền hổ thú vang lên. Một con quái thú to gấp đôi huyền hổ thú mang theo làn khói dần dần xuất hiện giữa không trung. Cũng tại lúc này, vô số những yêu thú với hình thể khác nhau cũng xuất hiện. Số lượng nhiều đến mức không thể đếm nổi xuất hiện trên bầu trời. Hình dạng của yêu thú khổng lồ kia hết sức kỳ quái. Đầu chó, thân hổ, bốn chân, bốn cánh.
Yêu thú ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng, âm thanh khiến cho không gian xung quanh trở nên run rẩy. Tiếng giống cũng làm cho đại bộ phận binh lính trên chiến trường đánh rơi binh khí, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Chỉ một tiếng giống thôi nhưng khiến cho vô số người có tu vi thấp suýt chút nữa Nguyên Anh bị chấn nát. Cái gì? Hồng Quân kinh ngạc, với thực lực của quái thú này có thể nói đã gần đến trung bộ thiên thần cảnh giới. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phụt! Thạch Thừa Thiên phun ra một búng máu. Hiển nhiên khi hắn thả từ trong người ra hồ lô và từ hồ lô thả ra một đống quái thú cũng khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Khuôn mặt tái nhợt đột nhiên nghiêm trọng nói: Hồng Quân, đây chính là thực lực của ta. Đơn giản, ta gọi nó là yêu vương, ta để cho nó phục vụ các ngươi cho chu đáo. Thạch Thừa Thiên nói xong thì bay ra khỏi chỗ hắn đang đứng, đồng thời truyền âm cho Lâm Minh, Lâm Vượng cùng tất cả Thạch gia trưởng lão quay lại. Yêu vương, ngươi đem theo các huynh đệ đồ sát một phen cho ta. Lần này ta mang đến cho ngươi toàn là vật bổ cả đấy. Thạch Thừa Thiên quay qua quái thú ra lệnh. Quái thú hình như nghe và hiểu được tiếng nói của Thạch Thừa Thiên, rất hưng phấn kêu lên một tiếng, hai con mắt không ngừng đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên người tộc trưởng huyền hổ thú Lạc Kha. Lạc Kha nhất thời sắc mặt biến đổi, hắn dù sao cũng là tộc trưởng của huyền hổ thú, mặc dù không biết lai lịch của quái thú này nhưng chỉ nhìn vào khí thế thôi cũng biết hắn mạnh đến như thế nào. Sắc mặt của Hồng Quân cũng biến đổi, hắn nhìn thấy mục tiêu của quái thú chính là tộc trưởng của huyền hổ thú. Tứ đại thú tộc đã nhận hắn làm chủ nhân thì dù sao hắn cũng phải có trách nhiệm bảo vệ họ khi họ gặp nguy hiểm. Vừa nghĩ tới đó, chín thanh kiếm hợp thành một tạo thành thượng phẩm thiên thần khí phá thiên. Tay cầm kiếm, Hồng Quân lớn tiếng quát: Súc sinh, hãy tiếp nghịch thiên nhất kiếm của ta. Một kiếm chém ra, hào quang bùng phát. Trong chốc lát, hào quang đã bao phủ lấy toàn bộ quái thú. Hồng Quân cũng giống như nghịch ương, một kiếm tung ra toàn lực. Những tiểu yêu xung quanh hắn cũng không mấy để ý. Cùng lúc đó, Nghịch Cương, Ngộ Không, mọi người đều nhận được Hồng Quân truyền âm, lập tức bay về phía hắn. Huyền hổ thú cũng không thèm để ý đến thượng phẩm binh lính mà quay ra chém giết vô số yêu thú. Yêu vương giống to một tiếng, hào quang đang được bao phủ cũng dần dần tan đi, lộ ra bản thể. Không có điểm gì khác biệt, yêu vương đầu vẫn lúc nắc, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm lên bả vai. Cả người một vết thương nhỏ cũng không có. Chu Kinh có chút giật mình, không ngờ Thạch gia lại còn có một loại quái thú khủng khiếp đến như vậy. Hắn cũng cảm giác được yêu vương này đã hoàn toàn thoát khỏi tu vi thần nhân cảnh giới, tu vi mà bọn hắn không có khả năng đối kháng được. Đừng nói là Chu Kinh, ngay cả Lâm Minh, Lâm Vượng hai người lúc này cũng mở to mắt mà nhìn, và cũng nhìn yêu vương với ánh mắt không thể tư nghị. Phải biết rằng nghịch thiên nhất kiếm của Hồng Quân không phải giống như một kiếm của nghịch ương mà họ có thể đón đỡ. Ngay cả liên minh ba người Lâm Minh, Lâm Vượng và Thạch Thừa Thiên cũng không dám ngạnh kháng một kiếm này. Nhưng thật không ngờ, vũ khí bí mật của Thạch gia là yêu vương lại đương nhiên ngạnh kháng. Mà khủng khiếp nhất chính là ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Thạch Thừa Thiên đắc ý cười. Huyền hổ thú mặc dù so với yêu thú bình thường thì mạnh hơn, nhưng chỉ cần yêu vương thôi cũng đủ để tiêu diệt hết bọn họ. Hơn nữa, yêu thú có sống chết cũng chẳng sao. Dù sao, trong hồ lô của hắn còn rất nhiều. Hồng Quân! Thạch Thừa Thiên giờ này đã chiếm được ưu thế nên mạnh miệng quát lớn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra thiên thần khí và trận đạo quyền trục. Ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, còn cho ngươi một vị trí trong Thạch gia trưởng lão. Nếu không, ngươi chỉ còn con đường chết thôi. Hồng Quân lúc này cũng không hề để ý tới lời của Thạch Thừa Thiên. Những người khác đang chiến đấu cùng yêu vương thì cũng là lúc hai tay hắn không ngừng kết ấn, có vẻ như hắn sắp sửa tung ra một chiêu gì đó. Chu Kinh đối với trận pháp đặc biệt hiểu rất rõ, nhìn thấy hành động của Hồng Quân như vậy, hắn cũng không khỏi nhíu mày, quay qua Thạch Thừa Thiên nói: Thạch tộc trưởng, tên Hồng Quân giờ phút này đang chuẩn bị tung ra một chiêu gì đó cực mạnh, chúng ta có nên quấy rầy hắn một chút không? Thạch Thừa Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cho dù là một chiêu cực mạnh của tên Hồng Quân hay nghịch thiên nhất kiếm cũng mặc kệ. Cho dù là bất diệt kết ấn, giấu tay hay cái gì đó cũng vô dụng thôi. Tất cả đối với yêu vương của ta không hề có tác dụng. Ngoại trừ Hồng Quân hiểu được không gian pháp tắc ra, yêu vương cũng đã đạt đến gần cảnh giới trung bộ thiên thần rồi. Có thể nói tại tầng không gian này nó chính là vô địch. Tự phụ! Chu Kinh thầm mắng.
nhưng thực tế cho thấy giờ phút này Thạch Thừa Thiên hoàn toàn có tư cách để tự phụ. Yêu vương này đã gần đến trung bộ thiên thần rồi sao? Chu Kinh thầm nghĩ. Bùng! Một tiếng nổ vang lên, thân hình to lớn của Lạc Kha đã bị đuôi của yêu vương quật trúng, thẳng tắp bay ra xa tới 1000 thước. Sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu màu xám. Biểu hiện của lão chắc chắn là thụ thương không nhẹ. Kinh thiên, liên hoàn côn! Ngộ Không giống lớn một tiếng, sử ra kinh thiên liên hoàn côn đập thẳng vào người yêu vương. Yêu vương quay đầu lại, hắn cũng mặc kệ những người khác công kích tới, thè lưỡi liếm liếm vết thương trên lưng. Dĩ nhiên liên hoàn côn của Ngộ Không đã làm cho yêu vương cảm thụ được cảm giác đau đớn. Đã biết sự lợi hại của lão tôn ta chưa? Tôn Ngộ Không cười nói. Cùng lúc đó, bảy thanh thiên thần khí không hẹn mà cùng đánh thẳng vào người yêu vương. Lúc này yêu vương hình như cũng cảm giác được nguy hiểm, ánh mắt đảo qua rất nhanh, nhìn vào thiên thần khí. Rất nhanh cả người nổ lên một vòng sáng màu xanh nhạt, khiến cho bảy thanh thiên thần khí đánh vào người nó không hề có chút hiệu quả nào. Yêu vương lại giống lên, thân hình chớp lên kịch liệt. Ngay lập tức bảy bóng người bị đánh văng ra ngoài, trên người dĩ nhiên đã bị trúng đòn nặng. Duy nhất chỉ có Hồng Quân là ngay lập tức dung nhập vào vật chất màu xám. Kể cả Lạc Kha bị yêu vương đánh lúc đầu, thì hiện tại 9 cao thủ của Hồng Quân đã có tới 8 người bị yêu vương đánh bại. Phụt! Không có thiên thần khí chấn y nên Chu Lam là người bị thương nặng nhất. Vừa rơi xuống đất, nàng đã ngửa mặt phun ra một ngụm máu, thảm hại ngồi trên mặt đất. Một kích gần đạt đến trung bộ thiên thần của yêu vương, mặc dù không phải là toàn lực, thế nhưng cũng khiến cho thượng phẩm thần nhân không phải chống đỡ dễ dàng. Những người khác có được thiên thần khí chiến y nên cũng bị thương không nặng lắm. Tôn Ngộ Không thấy thế thì nóng giận, con mắt trừng lên chửi. Yêu vương cái chó má gì mà ngay cả một điểm yếu cũng không có vậy. Người cứ đợi đấy. Nói xong, Ngộ Không bay nhanh về phía trước. Trên không trung hắn lập tức biến thành bản thể. Bản thể bây giờ của Tôn Ngộ Không còn lớn hơn trước rất nhiều, thậm chí còn hơn huyền hổ thú đến 3 phần. Kim bổng trong tay cũng nhanh chóng biến lớn, phù hợp với vóc người to lớn của thông linh thạch hầu Tôn Ngộ Không. Yêu vương ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn vật chất màu xám. Vừa rồi trong 9 người bị hắn đánh bại thì có một người đã bay ra dung nhập vào vật chất màu xám trên bầu trời. Chu Kinh đang quan sát phía bên dưới đột nhiên nhíu mày. Tuy nhiên hắn vẫn không nói gì cả. Hồng Quân đột nhiên biến mất, gây cho hắn một cảm giác bất an. Kinh thiên nhất côn! Tôn Ngộ Không trong bản thể thông linh thạch hầu to lớn đã bay tới bên cạnh yêu vương, một bổng vung lên hướng yêu vương mà đập xuống. Bồng! Yêu vương vẫn không hề động đậy, một móng vuốt đã ngăn chặn kim bổng của Ngộ Không, một móng vuốt khác thì ngay lập tức đánh mạnh trên người hắn. Uỳnh! Tôn Ngộ Không bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Mặc dù trên người hắn có mặc thần khí chiến y, nhưng dính một đòn nặng như vậy thì chắc chắn bị thương cũng không nhẹ. Một dòng máu chậm rãi từ khóe miệng Tôn Ngộ Không chảy ra. Cái gì? Thạch Thừa Thiên đột nhiên quát to, ngay cả Lâm Minh, Lâm Lượng cũng không khỏi trợn mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Là máu mà màu đỏ, ở chỗ này cũng quả nhiên có người có máu màu đỏ sao? Thạch Thừa Thiên khuôn mặt giờ này có chút dữ tợn. Hắn ở không gian này đã bao nhiêu năm rồi, cả không gian này dù là người hay là thú thì máu cũng đều là màu xám. Máu màu xám đã trở thành định luật. Thế nhưng hôm nay trước mặt hắn, Tôn Ngộ Không lại có máu màu đỏ. Điều này đại biểu cho cái gì đây? Lâm Minh, Lâm Lượng giờ này cũng chỉ còn biết bốn mắt nhìn nhau, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Tôn Ngộ Không có máu màu đỏ, lý do duy nhất chính là hắn vẫn còn sống. Hơn nữa, điều mà hắn quan tâm đó là người còn sống có thể tới được đây thì hắn cũng sẽ có cơ hội ra khỏi vô danh không gian này. Chỉ có Chu Kinh là tương đối tỉnh táo một chút. Mặc kệ là Hồng Quân hay là những người khác, không ai có thể đứng cao hơn Chu gia của hắn. Tôn Ngộ Không biến trở lại thành hình người, nặng nề đứng lên rồi phun ra một ngụm máu, cả người lảo đảo như muốn ngã xuống. Kim quang trong mắt hắn giờ này cũng nhạt đi rất nhiều, không còn chói mắt như lúc trước. Vây quanh yêu vương giờ này là 3 kim nhãn cương thần và nghịch cương. Trông thế trận có lẽ bọn họ cũng không chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa. Yêu vương lại một lần nữa ngẩng đầu lên trời hống một tiếng. Một cỗ khí thế bằng bạc đột nhiên lan tỏa. Khí thế cực mạnh này liền đẩy lùi mấy người nghịch cương. Trong miệng yêu vương có một quả cầu năng lượng màu xanh đang dần dần hình thành.
hướng mà quả cầu đó sẽ bay đi chính là Hồng Quân Thành. Nghịch Cương sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát: "Mọi người bằng mọi giá phải ngăn cản quả cầu đó lại, nếu không Hồng Quân Thành sẽ thành cho bụi." Mọi người cũng đã nhìn thấy thực lực của Yêu Vương, nếu để cho quả cầu năng lượng này bắn vào Hồng Quân Thành thì kết quả sẽ như thế nào đây? Da của con quái vật này dày quá mức khủng khiếp, không biết chúng ta chống trụ được bao lâu đây. Huống Quang Nhân đã qua trung cực biến thân, chân tay cầm thiên thần khí lại một lần nữa hung hăng đập vào Yêu Vương. Một tiếng giống kinh khủng lại vang lên, quả cầu năng lượng chưa hoàn toàn đạt tới tối đa đã chớp lên bay về phía Hồng Quân Thành. Nhưng nhìn bộ dạng của Yêu Vương, hình như sau khi bắn quả cầu năng lượng đó đi, nó cũng có chút thống khổ, đau đớn. À ha, quả nhiên là có hiệu quả. Huống Hữu Sinh sau khi để ý Yêu Vương đang nhìn Huống Quang Nhân với ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi lão, liền nhằm tiểu phúc bụng dưới của Yêu Vương mà đánh mạnh. Yêu Vương lại thống khổ kêu lên một tiếng, nhưng cũng chính lúc đó quang cầu đã bay tới Hồng Quân Thành rồi bạo phát nổ mạnh một tiếng. Uỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, Hồng Quân Thành dưới một kích này đã bị đập tan 1/3. Thạch Thừa Thiên nhìn cảnh này thì hài lòng đắc ý nói: "Phải nói là Hồng Quân Thành cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả, ta mất công chuẩn bị 3 kiện vũ khí bí mật mà mới tung ra một kiện đã dẹp được Hồng Quân Thành rồi." Lâm Minh và Lâm Lượng nghe thấy thế thì có chút xấu hổ. Trước khi đi, bọn họ cũng chuẩn bị một kiện vũ khí bí mật, nhưng hiện tại nhìn thấy Yêu Vương thì ngay cả họ cũng không dám đem vũ khí bí mật của mình ra so sánh. Chu Kinh cũng chỉ lặng yên suy nghĩ, giờ này hắn đang tự hỏi mình có phải gia tộc mạnh nhất của thần giới thứ nhất hiện nay có phải bị đổi chủ rồi không? Chu Thiên đã chết, sau này mình phi thăng thì sẽ không còn ai có khả năng chế trụ Yêu Vương này nữa. Hơn nữa bọn họ còn có vô số yêu thú. Ngẩng đầu nhìn lên màu xám mật chết trên bầu trời, đột nhiên trong lòng Chu Kinh lại nổi lên một tia đồng tình. Hồng Quân, ngươi không phải là dễ dàng bị đánh bại đến như thế chứ, còn tam đại thủ hộ thú tộc chưa ra quân cơ mà. Đúng lúc này thì Hồng Quân đột nhiên xuất hiện, hai tay không ngừng chớp lên, 10 quả thần thạch màu xám từ trong không trung bay tới bao vây lấy Yêu Vương. Mọi người phải nhanh lên chấm dứt chiến đấu, ta không giữ được Yêu Vương lâu đâu. Âm thanh của Hồng Quân vang lên trong đầu tất cả mọi người của thần giới thứ hai. Nếu Yêu Vương bị vây khốn thì người của thần giới thứ nhất chắc chắn không phải là đối thủ của thần giới thứ hai lúc này. Đương nhiên phải cảm tạ huyền hổ thú nhất tộc rồi. Cứ làm như chúng ta không có biện pháp sao? Thạch Thừa Thiên lạnh lùng cười. Cao thủ của các ngươi còn động tay không nổi thì lấy cái gì mà uy hiếp chúng ta đây? Bên ta còn chưa có tổn thất gì. Lên! Trong khi đó, 10 vị trưởng lão của Thạch gia cùng Lâm Minh, Lâm Lượng nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Hồng Quân cười lạnh một tiếng rồi nói: "Được, sẽ như các ngươi mong muốn, trận đấu đầu tiên cũng là trận đấu cuối cùng." Bỗng đâu lại xuất hiện một tiếng hống kinh dị, ngay lúc này thì thanh âm của mãnh thú lại liên tiếp vang lên, tiếp đó là tiếng phượng gáy, tiếng rồng ngâm. Ngay cả tộc trưởng của Huyền Long tộc, Huyền Phượng tộc, Huyền Vũ tộc cũng mang theo 40 vạn tinh binh lao vào cuộc chiến chém giết. Chu Kinh chứng kiến cảnh tượng như vậy nhưng lại mỉm cười. Hồng Quân, cuối cùng ngươi cũng đem toàn bộ chủ lực ra trận rồi. Dựa vào tư liệu của Chu Lam truyền về, tứ đại thú tộc chính là toàn bộ thực lực của Hồng Quân. Đáng chết! Thạch Thừa Thiên cả giận mắng lớn, sau đó quay sang Hồng Quân run rẩy nói: Hồng Quân, ngươi quả thật lợi hại, cả tứ đại thú tộc cũng nguyện theo lời ngươi phân phó sao? Hồng Quân cũng không trả lời, phá thiên trong tay nhoáng lên, nghịch thiên nhất kiếm vội vã tung ra. Tuy ra tay vội vã nhưng thực lực không thể xem thường được. Thạch Thừa Thiên cũng biết một chiêu này lợi hại, vội vàng bay ngược lại, luôn miệng nói: Được, được, Hồng Quân, ta sẽ đem toàn bộ gia sản của ta ra đánh một trận phân biệt thắng bại, sinh tử. Vừa nói xong, chiếc hồ lô màu nâu lại xuất hiện trong tay hắn. Ngay lập tức, miệng hồ lô lại mở ra. Phụt, chỉ thấy Yêu Vương đang bị Hồng Quân vây trong trận cùng những yêu thú đang đánh nhau sống chết với huyền hổ thú trên bầu trời, bất ngờ bị một cỗ hấp lực cường đại từ hồ lô hút lại. Quay về! Chỉ thấy khi miệng hồ lô mở ra, Yêu Vương và yêu thú vốn bị hồ lô hút vào một lần nữa được thả ra. Cái gì? Hồng Quân sắc mặt đại biến, hắn vạn lần cũng không nghĩ rằng Yêu Vương bị vây trong trận pháp của mình lại có thể bị hút vào hồ lô, một lát liền có thể được thả ra.
Thạch Thừa Thiên cười lạnh nói: Hồng Quân, ngươi nhìn thấy gì chưa? Yêu Vương và chiếc hồ lô này chính là hai kiện vũ khí bí mật ta đặc biệt chuẩn bị cho Hồng Quân Thành. Cùng lúc đó, trong đầu Lâm Lượng cùng Lâm Minh vang lên tiếng của Thạch Thừa Thiên: Hai vị giết được Hồng Quân hay không đều nhờ cả vào các vị. Các vị cũng nên không nên giấu vũ khí bí mật của mình làm gì nữa. Trong thâm tâm của Lâm Minh và Lâm Lượng cũng không khỏi cười thầm. Thân hình của hai người đột nhiên nhoáng lên một cái, đã tránh được công kích và tới bên cạnh Hồng Quân. Hồng Quân, hôm nay ngươi nhất định phải chết, nhận mệnh đi. Thần khí trong tay hai người được thu hồi, thay thế vào đó là hai miếng ngọc bội. Hồng Quân chau mày, mặc dù cũng không biết uy lực của phiến ngọc bội kia là gì, thế nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Minh và Lâm Lượng thì biết ngay đồ vật này không dễ đối phó. Đúng lúc này thì Yêu Vương hống lên một tiếng lớn, có lẽ bị Hồng Quân sử dụng trận pháp vây khốn, nó đã thực sự phẫn nộ. Móng vuốt kéo theo thanh quang nhằm Hồng Quân mà đánh tới. Trên người Hồng Quân mặc dù có thực phẩm thiên thần khí chiến y, thế nhưng cũng không dám đón đỡ đòn công kích này. Ngay lập tức nhảy lên né tránh, nhưng khi nhảy lên Hồng Quân mới phát hiện thân thể mình không thể động đậy. Hai phiến ngọc bội của Lâm Minh và Lâm Lượng lúc này đã được phóng đại lên vô số lần, nhanh chóng phong tỏa Hồng Quân. Lực trói buộc này có thể nói là kỳ quái, không những trói buộc thân thể mà còn cắt đứt quan hệ của hắn với vô danh vật chất. Hắn giờ này cũng không có thời gian mà hỏi tại sao nữa, vì lúc này móng vuốt của Yêu Vương đã tới bên người. Thạch Thừa Thiên thấy vậy thì hài lòng mỉm cười. Thực lực của Yêu Vương thế nào hắn là người hiểu rõ nhất. Cho dù trên người Hồng Quân có thiên thần khí chiến đi chăng nữa, thì một kích toàn lực của Yêu Vương thì thiên thần khí cũng không có khả năng chịu đựng. Bang! Ngay khi móng vuốt của Yêu Vương sắp tới thân thể của Hồng Quân thì một đạo thân ảnh nhoáng lên xuất hiện trước mặt Hồng Quân. Âm thanh của Chu Lam đồng thời cũng vang lên trong đầu Hồng Quân: Người phải nhớ kỹ lý tưởng của mình, nhất định phải thực hiện nó. Uỳnh! Trong đầu Hồng Quân tựa như có tiếng sấm vang vọng. Thân thể của Chu Lam chỉ làm cản được móng vuốt của Yêu Vương một chút, trong phút chốc liền hóa thành tro tàn và trở thành một bộ phận của vật chất màu xám. Chu Lam vốn là gian tế của Chu gia, nhưng vì muốn hoàn thành lý tưởng của mình nên hy sinh chính mình cứu Hồng Quân một mạng. A! Hồng Quân điên cuồng hét lên, nội tâm căm phẫn đến mức cùng cực, nhưng thân thể hắn giờ này đang bị hai phiến ngọc bội chế trụ không thể động đậy, chỉ còn biết hét lên đau đớn mà thôi. Một chút thực lực nhỏ nhoi mà muốn thay đổi vận mệnh của Hồng Quân sao? Thạch Thừa Thiên cười lạnh. Yêu Vương lại hống lên một tiếng, móng vuốt kéo theo thanh quang lại một lần nữa hướng Hồng Quân mà chụp tới. Mắt nhìn thấy mọi người đang bị thần giới thứ hai quấn lấy, Hồng Quân đột nhiên nở ra một nụ cười. Nụ cười có chút bất đắc dĩ, có chút tàn nhẫn. Băng Nhi, từ lâu ta có một câu muốn nói với muội, đó là ta yêu muội. Âm thanh của Hồng Quân lại vang lên trong đầu La Băng. La Băng hoảng sợ, kinh hãi quay đầu nhìn quanh. Lời này của Hồng Quân sao lại nói vào lúc này? Nàng nhất định muốn hỏi lại. Uỳnh! Không có sự chuẩn bị, không hề có dấu hiệu báo trước, vị trí Hồng Quân đang đứng đột nhiên nổ mạnh. Một dòng năng lượng khổng lồ tràn ra bao vây lấy Lâm Minh, Lâm Lượng cùng Yêu Vương. Những người ở xa mới may mắn tránh thoát được sự bùng nổ của khối năng lượng này. Cũng trong lúc này, tại Tử Huyền Phủ, Lập Nhi đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn. Khương Lập đã trở thành thần vương từ rất lâu, vốn không thể có cảm giác như vậy, mà hôm nay đột nhiên nàng cảm thấy như vậy. Cảm giác này dường như xuất phát từ linh hồn, từ xương tủy mà ra. Lập Nhi, nàng sao vậy? Tần Vũ cũng đã phát hiện được sự thay đổi của Khương Lập, trong lòng cũng khẩn trương hẳn lên, vội vàng đi tới bên cạnh Khương Lập hỏi. Muội cũng không biết nữa, Vũ ca, không biết đột nhiên trong lòng của muội cảm thấy rất đau đớn, có phải là vì Tiểu Xương và Tiểu Tư không? Khương Lập cũng biết với tu vi của nàng hiện nay không thể vô duyên vô cớ xuất hiện tình huống này. Tam đệ, nhanh chóng tới Hồng Mông không gian. Tần Vũ còn chưa kịp trả lời Khương Lập thì đột nhiên thanh âm của Hồng Mông xuất hiện trong đầu hắn. Thanh âm của Hồng Mông lần này nghiêm túc khác hẳn mọi ngày, hơn thế còn có đôi chút lo lắng. Được, đại ca, đệ lập tức tới. Tần Vũ tâm ý vừa động, bổn tôn lập tức đi tới Hồng Mông vũ trụ, phân thân ở lại cùng Khương Lập. Tại chỗ ở của Hồng Mông, Tần Vũ vừa tới thì Lâm Mông cũng vừa tới nơi. Đại ca, gặp bọn đệ gấp như vậy là có chuyện gì vậy? Tần Vũ cùng Lâm Mông đồng thanh hỏi. Hồng Mông nghiêm túc nói.
đi, ta đưa hai đệ tới nơi này. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên biến mất. Tần Vũ cùng Lâm Mông cũng chỉ còn biết cách đi theo sau. Ở chỗ sâu nhất trong Hồng Mông không gian, thân hình của Hồng Mông, Lâm Mông, Tần Vũ đột nhiên xuất hiện. Hồng Mông chỉ vào một khối không gian nói: các đệ, nhìn chỗ này đi. Đây chính là có người khắp khai phá không gian chỗ này. Đây chính là dấu hiệu tới Hồng Mông không gian. Giống như ngày đó, nhị đệ khai phá không gian của ta. Chỉ là cho dù là trước đây, nhị đệ cũng không khiến cho không gian ba động như vậy. Hồng Mông chỉ vào khối không gian đó nói: chính xác, cho dù là Lâm Mông trước đây khai phá không gian tới Hồng Mông vũ trụ, cũng chỉ làm cho không gian của mấy trăm thước vuông rung chuyển. Mà Tần Vũ cùng Tần Thạch Thiên khi đạt tới hắc động cảnh giới thì được Hồng Mông chỉ điểm, nên không gian rung động cũng không lớn như thế, chỉ khoảng hơn trăm thước vuông mà thôi. Mà giờ này Hồng Mông không gian phương viên hơn vạn thước đang không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ lại có người tiến nhập Hồng Mông không gian sao? Rõ ràng là chỉ có như vậy mới gây ra rung động như thế. Lâm Mông thở dài, nhưng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Không đúng, ta là Hồng Mông trưởng khống giả, thế nhưng cũng không biết có người này, một chút cảm giác cũng không có. Tam đệ, đệ biết người này là ai không? Tần Vũ chỉ còn biết cười khổ nói: nhị ca, ta và huynh đều ở chỗ này, và ta cũng không biết là ai cả. Đại ca, nhanh nói cho đệ biết là chuyện gì xảy ra đi. Hồng Mông nhìn Lâm Mông và Tần Vũ rồi bất đắc dĩ nói: nguyên nhân là vì sao ta cũng không biết. Cả ta và hai đệ không có phát hiện người đang khai phá không gian này, có nghĩa người kia không phải thuộc trong ba vũ trụ của chúng ta. Lâm Mông và Tần Vũ đều sừng sốt. Không phải vũ trụ của chúng ta ư? Không lẽ có vũ trụ thứ tư sao? Hồng Mông thở dài nói: không phải là vũ trụ thứ tư, mà ta hoài nghi là một không gian khác ngoài Hồng Mông không gian. Ở ngoài Hồng Mông không gian? Tần Vũ nhíu mi vội vàng kêu lên: đại ca, huynh nói chúng ta phán đoán có đúng không? Hồng Mông gật đầu nói: ta cũng không dám khẳng định chúng ta đoán đúng, nhưng bây giờ xem ra tồn tại một không gian khác là tuyệt đối đúng rồi. Tại vô danh không gian tầng thứ 6 Bạch Hổ Thành, Cổ Bàn vẫn đang còn tiến hành tu luyện. Dường như tử hồng tuyệt của hắn đang bước tới một giai đoạn mấu chốt. La bàn trên tay không ngừng chấn động. Nguyên Anh giờ này cũng không kém la bàn là mấy, cũng run rẩy lên không ngừng. Mồ hôi trên trán động lại từng giọt không ngừng rơi xuống. Tử hồng tuyệt hắn đã tu luyện tới tầng thứ 4 đỉnh phong. Nếu hắn thành công, tuyệt đối có thể phi thăng lên tầng 7 gặp được Hồng Quân. Hết lần này tới lần khác, la bàn dường như có chuyện gì đó. Hắn càng muốn khống chế Nguyên Anh thì la bàn lại càng rung động. Hơn nữa tần suất cũng đạt tới tốc độ khủng khiếp. Phụt! Cổ Bàn phun ra một ngụm máu. Hắn cũng không dám bất cẩn, toàn bộ chân nguyên đều được đặt vào Nguyên Anh kháng lại sự rung động của la bàn. Cạch! Một âm thanh thâm thúy vang lên. La bàn đang rung động không ngừng đột nhiên bị nứt ra một khe hở. Theo tiếng nứt vỡ kia, la bàn cũng đột nhiên bùng nổ. Uỳnh! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Nguyên Anh của la bàn cũng bị nổ tung. Cả gian mật thất của Cổ Bàn đang tu luyện cũng bị thổi bay, toàn bộ biến mất. Phượng Hy trong những năm trước đã tu luyện đến kiểu cấp yêu đế cảnh giới, nhưng nàng vẫn áp chế công lực đợi Cổ Bàn phi thăng cùng. Bình thường nàng đi du ngoạn tới mấy tòa thành, nhưng thật trùng hợp mấy năm gần đây nàng không đi du ngoạn nữa, mà là ở lại trong Bạch Hổ Thành thành chủ phủ. Khi nghe được tiếng nổ mạnh, nàng vội vàng chạy tới. Phát hiện ra tiếng nổ thì chính là nơi mà Cổ Bàn luyện công. Nàng chạy tới gian mật thất thì phát hiện chỗ này vẫn còn dấu tích của sự tàn phá. Thế nhưng Cổ Bàn thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.